Xin chào Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie Bây giờ sẽ là tập 252 của Tô Minh Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie Chém đạo tôn Một tiếng vàng rất lớn quanh quận bốn phương tám hướng Khiến cho hư vô vặn vẹo, có sóng gợn dao động Ông láo mặc đạo bào hộc máu, nhanh chóng thụt lùi Trước mặt của láo có hai bóng trắng xé gió lao tới, chính là đại bạch và ngũ bạch hai con chó trắng có tù vị đạo tôn bây giờ bọn chúng đã dung nhập vào trong đó và dần dần thần thông làm cho ông lão mặc áo đạo bào có cảm giác giống như không phải là thấy hai linh thú mà là hai tu sĩ thân hình rất quái dị tù vị đạo tôn cũng giống như lão ông lão mặc đạo bào sắc mặt âm trầm ừ, chết tiệt thất nguyệt tông lấy đâu ra hai con linh thú cực kỳ quý giá như vậy khốn kiếp ông lão mặc đạo bào không kịp lau máu nơi khóe miệng chỉ muốn chạy trốn không suy nghĩ có nên đánh chết tô minh hay không trong đầu tràn ngập những ý định máu trắng bỏ chạy một con chó trắng thì ông lão mặc đạo bào vẫn còn đối phó được nhưng mà hai con xuất hiện làm cho lão tuyệt đối không có khả năng giết chết được tô minh trừ vì hai con chó trắng này linh trí không cao thì còn có một chút ít cơ hội nhưng mà tiếp xúc thì ở trong lòng của ông lão đạo bào run rẩy có cảm giác linh thú giống như tu sĩ ông lão mặc đạo bào nhanh chóng thụt lùi khói mồi của tô minh cũng cong lên cười lạnh mắt lóe ra sát khí nhấc chân lao hướng ông lão mặc đạo bào Ông lão mặc đạo bào lại nhìn chầm chầm vào tô mình Thụt lùi rất nhanh Hôm nay tạm thả cho ngươi một con đường sống Sao vẫn còn chưa cút Tùy ông lão mặc đạo bào kinh sợ tu vi của hai con chó trắng Nhưng vẫn giữ ra vẻ mặt kiêu ngạo Lời nói rất ngạo mạn Ông lão mặc đạo bào chắc chắn Tạm hoàng tử này không có tu vi cao bao nhiêu Dù sao hai con chó trắng này cũng không dám đuổi theo lão Hắn không muốn kéo dài thời gian dù sao thân phận của hắn rất đặc biệt nếu như ở đây khó mà tránh khỏi khiến cho người ta chú ý tạm hoàng tử sẽ không muốn chuyện này xảy ra bởi vậy ông lão mặc đạo bào tự tin đối phương sẽ không dám làm khó lão tôi mình lao tới trước lạnh nhạt nói nhưng mà ta vẫn còn chưa muốn tha cho người mắt của tôi mình lấy ra sát khí ông lão mặc đạo bào hừ lạnh một tiếng cùng lúc đó ông lão mặc đạo bào cảm giác có hai hơi thở đạo tôn đến từ hai hướng lao nhanh tới gần của lão ông lão mặc đạo bào lạnh lùng cười đã có đạo tôn khác tới nếu như người còn không biết tốt xấu thì đừng có mà đi nữa ông lão mặc đạo bào không ngừng lặp lại những tiếng đó rồi lại tiếp tục thụt lùi lão chờ hai tu sĩ có hơi thở đạo tồn tới chỉ cần người đến không phải là thất nguyệt tông thì hôm nay sẽ là đại họa cho tam hoàng tử khi ông lão mặc đạo bào thụt lùi thì mắt của tô minh lại trượt lóe Khói môi của hắn cong lên mắt của ông lão mặc đạo bào ảnh ngược lại nụ cười đó còn người cò rút cảm giác nguy hiểm đang xuất hiện Khói mắt của ông lão mặc đạo bào nhìn hai hướng có hai luồng sáng trắng từ chân trời lao tới trong hai luồng sáng trắng này có hai con chó trắng khi thấy hai con chó trắng thì đạo tôn lại biến đổi sắc mặt tinh thần chấn động như dậy sóng ông lão mặc đạo bào có nghĩ mình đã nhìn nhầm quay ngoắt nhìn đằng trước hai con chó trắng lúc trước vẫn đang ở bên cạnh tô mình b bốn con sao có thể được nguyên cổ tàng quốc này làm sao mà tìm được bốn con linh thú bộ dạng giống y như đúc lại còn có tu vi đạo tôn Lòng của ông lão mặc đạo bào tràn ngập sợ hãi lão không một chút do dự cắn chót lưỡi phun ra một búng máu phát động ra toàn bộ tu vi nhanh chóng bỏ chạy ông lão mặc đạo bào không đấu nổi nữa cho dù là lão có cuồng vọng cỡ nào cũng không dám đối đầu với bốn con chó trắng có tu vi ngang ngửa với mình sâu trong lòng của ông lão mặc đạo bào tràn ngập nguy hiểm sinh tử đây không phải là kiếp của tôi mình mà là của lão khi ông lão mặc đạo bào lắc người đi xa thì tôi mình giơ tay phải đạo tôn thấy thế bầu trời khoảnh khắc bay đi bùng một tiếng quất vào người của ông lão mặc đạo bào ngay khi ông lão mặc đạo bào bị chặn lại thì bốn luồng sáng trắng lao hướng lão tốc độ nhanh đến nỗi ông lão mặc đạo bào này không kịp bỏ chạy mắt đỏ rực lại gầm lên vàng đến những tiếng nổ điếc tài giấy lên bụi trần quét đi bốn phương phương tám hướng ông lão mặc đạo bào hồng sâm một ngụm máu nguyên cánh tay phải vỡ nát tiếng hét thê lương vang vọng không biết từ khi nào trước mặt của ông lão mặc đạo bào xuất hiện chín khối ngọc giản đều tàn vỡ nương vào lực lượng ngọc giản người của lão nhanh chóng lao đi nhưng mà giây phút này bốn con chó trắng lại lao ra mắt của ông lão mặc đạo bào lộ ra tuyệt vọng là bạn hiện ra dưới chân của tô mình hắn đứng lên trên la bàn lắc người tới trước tô mình phát ra tốc độ làm cho tinh thần của hắn dùng lên tốc độ lại cực kỳ nhanh khiến cho người có hắn phút chốc vượt qua bốn con chó trắng ông lão mặc đạo bào thậm chí là không kịp phát hiện đã tới trước mặt của lão trong con mắt của ông lão mặc đạo bào giống như là có một hình ảnh đột ngột chen ngang là hình dạng của tô mình ông lão mặc đạo bào ngẩn ngơ trong khi đó tôi mình rơi lên tay phải liền ấn vào trán của lão cùng lúc đó bốn con chó trắng cùng lao tới tiếng nổ ngập trời túi chỉ của ông lão mặc đạo bào bị bốn con chó trắng cắn chặt răng của đám con chó này cắn rất sâu vào thịt của ông lão mặc đạo bào Phòng ấn tù vì khiến cho ông lão không thể nào nhúc nhích ông lão mặc đạo bào trợn to con mắt con người tràn ngập từ máu và kinh khủng ông lão mặc đạo bào hết lên thề lường tiếng hét chuyển ra khắp bốn phường tám hướng làm cho những tù sĩ đang rời đi nghe xong thì tinh thần run dậy nhanh chóng tránh ra khỏi đây cùng với tiếng hét thảm truyền ra thân thể của ông lão mặc đạo bào nhanh chóng héo rũ sức sống và tu vi thậm chí là linh hồn của lão dọc theo dấu ấn tay phải nhập vào người của tô minh vết thương của tô minh nhanh chóng hồi phục chớp mắt đã lành lặn như bình thường tô mình thả lỏng tay ông lão mặc đạo bào đã ngừng hệ tiếng hét biến thành một cái xác khô dấu ấn mặt trăng trong lòng bàn tay của tô minh giờ hóa thành ánh sáng âm u tu vi của ông lão mặc đạo bào đã bị hắn hút đi nhưng mà không thể nào tăng cường bản thân mà là chỉ trị thương nhưng mà tô minh có thể đem tu vi của ông lão này ngưng tụ vào trong dấu ấn tích lũy thêm một ít sức mạnh đỉnh điểm của ông lão mặc đạo bào. tô minh lạnh lùng nhìn cái xác khô hắn thu lại tầm mắt cất bước đi tới tế đàn chưa bị mở ra chỉ hai mươi giây sau khi mà tế đàn phóng ra một cỗ sáng lên cao thì ở trong mắt của hắn bắn ra một tia sáng xoay người mang theo bốn con chó trắng hóa thành cầu vồng lao đi xa bốn con chó trắng trở về làm cho tô minh vững bụng ít nhất thì không ai gặp phải đại đạo tôn thì sẽ không còn tu sĩ có thể giữ lại hắn ở gần tầng thứ nhất. Hãy cố nhịn một chút, chờ đến tầng thứ hai thì đại đạo tôn không thể nào bước vào. Đó mới là lúc ta phát động ra tranh đoạt. Mắt của Tô Minh trượt lóe, tùy lần này cuộc chiến chứng đạo sẽ có một số người dùng cách nào đó bước vào trong tầng thứ hai và tầng thứ ba, như là Tô Minh mang theo năm con chó trắng, có sức chiến đấu vượt xa tu vi của bản thân. Nhưng mà Tô Minh vẫn có sự tin chắc có thể tại tầng thứ hai và tầng thứ ba oai phong một cõi. Sự thật đúng là như vậy đối với thất nguyệt tông thì khó khăn nhất là tầng thứ nhất vì đại đạo tôn của các tông môn xuất hiện thất nguyệt tông không chiếm được ưu thế nhiều nhưng mà tầng thứ hai thì khác tu vi giống như cổ thái đại trường lão nếu như không phải ngoài ý muốn thì cũng đủ để xưng bá Tao vẫn còn cần cẩn thận ở trong tầng thứ nhất nữa Tô Minh Thầm trầm ngâm Mà theo bốn con chó trắng xé gió Lao đi phía xa Qua hai tiếng sau tôi mình liếc ngọc giản Lựa theo biểu thị bên trên thì là hán cách nơi thất nguyệt tông tập kết cỡ hai tiếng Giờ phút này, không gian tầng thứ nhất nơi nào cũng có giết chóc, từng cột sáng hiện lên trong thiên địa, nhìn từ xa có 10 vạn cái đã được mở ra. Điều bây giờ cần làm là tranh đoạt từ các tông môn. Tô Minh Thù lại tầm mắt, tập trung lao đi. Chính vào lúc này, tinh thần của Tô Minh rung lên, có cảm giác bị ánh mắt nhìn chằm chằm. Khi ánh mắt rơi vào người, Tô Minh lại thấy tim của mình đập chân run. Một thanh âm lạnh nhạt vọng ra từ hư vô. Một người bước ra từ trong hư vô đó đó là một thiếu niên khoảng 13 14 tuổi, mặc áo dài màu trắng. Khi thiếu niên bước ra thì cười híp mắt nhìn Tô Minh. "Lão phu tên là Lâm Đông Đông của Nhất Đạo Tông, kính chào Tam hoàng tử." Trông thiếu niên này khá trẻ nhưng mà cách nói năng thì già nua, thiếu niên rất lời, thiên địa quanh quẩn Tô Minh có dấu hiệu đồng lại giống như bị phong ấn. Là đại đạo tôn. Tu vì như vậy chỉ có đại đạo tôn mới có thể làm được, đây không phải là lần đầu tiên tô minh trông thấy đại đạo tôn thực sự không tính sâm mộc của đại đạo tôn thì lần đầu tiên hắn trông thấy đại đạo tôn chính là thanh hàn tiên tử tuy nhiên ở trước mặt của ông lão kia thì thanh hàn tiên tử rất chật vật nhưng mà tô minh không vì như vậy mà xem thường nguyên cổ táng quốc có chưa tới 30 người có thể nói mỗi một đại đạo tôn chính là đỉnh cường giả trong cổ táng quốc trong tình huống không thể nào thấy cửu trọng đạo thần thì đại đạo tôn đó là cực hạn tu vi của tu sĩ thế giới này thiếu niên cười nói Tạm hoàng tử cần gì phải vội vã chạy đi Nếu như người và ta gặp nhau Thì xem như là có duyên Không bằng hãy cùng với lão phu Thiếu niên cất bước đi hướng tổ mình Mỗi một bước đạp xuống là thiên địa chấn động Thậm chí là thiếu niên này như muốn Thì chỉ là một ý niệm có thể đào ngược được thiên địa Tổ mình im lặng Bốn con chó trắng bên cạnh hắn còn người cò rút Thiên địa xung quanh bị đông cứng Giống như định trước là sẽ có kiếp sinh tử của tổ mình Khi thiếu niên đi tới Tổ mình lại vụt gần đầu giơ tay phải lên ấn xuống đất trước mặt một kích đỉnh điểm của ông lão mặc đạo bảo đã bị phong ấn trong dấu tay phải của tô minh khuếch tán cùng lúc đó bốn con chó trắng gầm giống Phát ra một kích tù vi mạnh nhất đánh nát thiên địa đồng lại hết trường tầng thứ hai tô minh ra tay bốn con chó trắng phát ra một kích mạnh nhất thiên địa xung quanh tô minh vặn vẹo giống như sắp tàn vỡ trong vặn vẹo tô minh vào tới trước cảm giác xung quanh bị phong ấn bớt đi nhiều nhưng mà khi tô minh định lao nhanh ra thiếu niên biểu tình vẫn như bình thường hắn cười cười nhấc chân khiến cho thiên địa bị đông lại phạm vi lớn hơn chấm mắt bao phủ trăm vạn dặm thiếu niên lại cười nói thiên địa trăm vạn dặm đều bị đông lại thì người trốn đi đâu ánh mắt của thiếu niên lại nhìn tô minh đầy sự chăm chọc. có lẽ người có thể tự chạy đi nếu như người thích trò chơi này truy sát thiếu niên không đến gần tô minh ngay lại đi ngang sang bên vài bước để tránh đường Thiếu niên vẫn còn cười Nhưng lại lạnh lùng nói Ta sẽ cho ngươi 10 giây Sau đó ta sẽ thực sự ra tay Trước hết giết mấy con chó trắng bên cạnh của người đã Mỗi 10 giây giết chết một con Sau 40 giây Ta sẽ bắt người Mắt của tôi mình lấy ra sát khí Thiếu niên lắc đầu <laughs> Một Dưới chân của tôi mình hiện ra la bàn Nhanh chóng mở rộng trước mắt to cỡ 10 mét Phù bàn bên trên đổi lõm lấp lánh Tôi mình đọc ý niệm La bàn bù một tiếng lao nhanh tới trước Tốc độ của la bàn rất nhanh Nhưng mà ở trong thiên địa bị đông lại Giống như là có vô số sợi tơ quấn quanh Không thể nào quá nhanh được Bên tai của Tô Minh vang đến giọng nói của thiếu niên Hai Ba Bốn La bàn lao nhanh Cảm giác bị người ta trêu đùa khiến cho mặt của Tô Minh âm trầm Lòng tràn ngập sát khí Tuy nhiên tranh lệch tu vi Khiến cho Tô Minh dù đẩy sát khí nhưng không thể nào chút ra được Mười thanh ngầm ầm ầm bên tai rất lời tôi mình vụt ngoái đầu lại liếc mắt thấy thiếu niên đã xuất hiện sau lưng của hắn tay phải túm cổ của đại bạch thiếu niên mỉm cười với tô mình tay bóc mạnh mắt của đại mạch bạch lộ ra vẻ điên cuồng khoảnh khắc nó lựa chọn tự bạo một tiếng nổ âm ý hoàn thành sùng kích mạnh mẽ đẩy tô mình vào la bàn ra xa khiến cho thiếu niên ở trong vòng trùng kích quần áo của thiếu niên bay phần phật gã đứng ở trong nơi trùng kích mạnh nhất mắt lộ ra một tia kinh ngạc thiếu niên lại nhỏ giọng nói không ngờ uh, tự bạo sao đây không phải là linh thú gì hết mà lại là tù sĩ mắt của thiếu niên trượt lóe trình gã cũng không ngờ bên cạnh tô mình có mấy con chó trắng lại là tù sĩ mắt của tô mình đầy tơ máu không nói một câu lòng tràn ngập sát khí tuy đại bạch đã từng đối địch với tô mình nhưng mà từ khi bị ông lá biến thành con chó trắng thì lại rất cùng kính với hắn giờ nó bị buộc tự bạo mà chết trước mặt của hắn tình cảnh này sẽ không làm cho tô minh dao động tinh thần nhưng mà cảm giác vô lực khi mà đối diện với cường địch khiến cho hắn nghĩ tới trong thế giới tăng tường những khuôn mặt trong ký ức bị huyền táng một cách giết chết khi đó tô mình cũng bất lực y như vậy cảm giác này lại ùa về tô mình đứng người trên la bàn lao nhanh ngựa đầu phát ra những tiếng gầm nhất đạo tông nhất đạo tông đại bạch đã chọn tự bảo trùng kích quanh người thiếu niên dù là không thể nào ảnh hưởng gì tới gã nhưng mà trùng kích thúc đẩy la bàn dưới chân của tô minh phá mở ra một số thiền bịa bị giam cầm tốc độ tăng vọt chớp mắt đã ra xá mười dặm trốn nhanh thật đó tuy nhiên thanh niên lại ngẩng đầu lạnh lùng nhìn tô minh đi về phía xa khóe môi của hắn cong lên một nụ cười lạnh cất bước lắc người một cái định đuổi theo bỗng nhiên thiếu niên lại khựng bước xung quanh gá hoặc nên nói là ở trong phạm vi trăm dặm này, ở trong một giây có tuyết rơi. Sau khi tuyết rơi thì lại lạnh lẽo phủ lên trên tám hướng. tôi mình ở ngoài mười vạn dặm, theo la bàn lao nhanh cũng trông thấy tuyết bay lất phất. Giọng của một nữ nhân vang lên lên trong thiên địa. Hôm nay báo đáp ngày hôm đó người không đạp môn. Từ nay về sau không ai nợ ai. tôi mình nhận ra thanh âm đó chính là thanh hàn tiên tử. Cùng với thanh âm vang lên bông tuyết trong phạm vi vạn dặm cùng xẹt qua trước mặt của tô mình hình thành bức tường băng to lớn sau tấm lưng của hắn cùng lúc đó dòng cầm thiên địa trong trăm dặm và giây phút này tán loạn khiến cho tốc độ la bàn của tô minh trở lại bình thường thiếu niên lại chậm rãi nói <laughs> thì ra là thanh hàn tiên tử đã lâu không gặp nhưng mà ngươi ngăn cản ta không lẽ vì thấy hứng thú với kẻ này sao tô minh đạp la bàn lao nhanh ra phía xa bên tai vang nhanh thanh âm lạnh lùng của thanh hàn tiên tử ta nợ ngươi người này một ân tình, Lâm Đạo Hiếu có thể nhường đường được không? Tôi mình không thể nào nghe thấy những lời sau đó là la bản lao nhanh rất xa. Tôi Minh khoanh chân trên la bàn, luôn luôn im lặng nhưng mắt bây giờ càng ngày càng đậm sát khí, Điền cuồng mãi đến khi tràn ngập toàn thân, sát khí ngập trời. Ta nhất định là phải đạt được chứng đạo quả. Sau khi nuốt vào có tù vi đạo tồn, khiến cho cảm giác bất lực này không ở trên người của ta nữa. Nhất đạo tông, nhất đạo tông các người. Nếu như ta không diệt tông này Vậy thì tôi ta tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua Ta không thể nào đối phó với đại đạo tôn Nhưng ở tầng thứ hai và tầng thứ ba Ta nhất định là sẽ khiến cho nhất đạo tông phải trả ra đắt Nếu như ta trở thành đạo tôn Gặp lại lâm đồng đồng Ta sẽ cho hắn biết mùi Mắt của Tô Minh tràn đầy sát khí Trong lòng thầm nhủ Hắn thấy nơi thất nguyệt tông tập kết ở phía xa 20 vạn tu sĩ thất nguyệt tông giờ chỉ còn 7-8 vạn người Cổ thái đại trường lão cũng có mặt khi bọn họ thấy là bàn của tô minh ngồi ở trên bầu trời thì con người co rút nhưng cổ thái đại trưởng lão lập tức phát hiện ra sát khí cực kỳ đậm đặc từ người của hắn cổ thái đại trưởng lão không hỏi nhiều không gian tầng thứ nhất hỗn loạn này luôn luôn xảy ra mọi chuyện việc này không phải là điều xấu chỉ có như vậy mới có thể kích thích lòng người lúc tới gần nơi thất người tông tập kết là bàn giới thần của tô minh biến mất hắn lao giữa đám người khi tới gần tôi mình không nói lời nào mà khoanh chân ngồi trên mặt đất lại nhắm mắt áp chế lòng giết chóc sắp bùng nổ thời gian chậm rãi trôi, các đại trưởng lão của thất nguyệt tông bao gồm cả cổ thái đại trưởng lão ai nấy mang người ta ra xa, ngọc giàn chỗ cụ thái đại trưởng lão liên tục chớp lé, chuyển tin các tông môn kết mình với thất nguyệt tông, tập hợp lực lực, lực lượng kết mình để bảo đảm cho thất nguyệt tông tại tầng thứ nhất thuận lợi bước vào trong tầng thứ hai. thời gian trôi, chớp mắt đã là hai mươi mấy tiếng đồng hồ, cách cực hạn 72 tiếng càng ngày càng gần. biểu tình của cổ đại thái, cụ thái đại trưởng lão càng lúc càng trầm trọng. Các đệ tử thất nguyệt tông đi tới đi lùi, có khi là hơn 10 vạn người, đôi khi chỉ còn lại có mấy ngàn người. Khi hai tiếng cuối cùng tới, số đệ tử thất nguyệt tông đã giảm mạnh đến tổng số không đủ 10 vạn, gần như một nửa tử vong. Mặc dù không thấy xác, nhưng mà biểu tình của người khác thì lại thấy được thảm liệt mức nào. 10 vạn cột sáng trong thiên địa liên tục biến đổi mỗi một giây, cho tới giờ chưa có một tông môn nào đạt tới 5 vạn tế đàn. Mãi tới phút cuối, hai tiếng mấu chốt nhất nhất qua đi mười vạn cột sáng không gian tầng thứ nhất ở trong phút chốc đã lắc lư trên bầu trời có một vòng xoáy do mười vạn cột sáng hợp thành vòng xoáy âm ầm truyền động bên trong lại xuất hiện một hố đen to lớn cùng với hố đen xuất hiện trong mười vạn cột sáng có gần ba vạn lập tức ảm đạm tắt ngấm trong hố đen phát ra lực hút cường đại lực hút này không hoàn toàn buông xuống mặt đất mà là chỉ tập trung vào khu vực nhất đạo tông các tu sĩ của nhất đạo tông cùng nhau bay lên là hướng hố đèn vòng xoáy ở trên bầu trời sau đó lại có gần 3 vạn cột sáng ảm đạm rồi tắt ngấm tù la môn đã trở thành tông môn thứ hai có tư cách tiến vào trong tầng thứ hai các tu sĩ tù la môn bay vào trong hố đen tầng thứ ba có tư cách chính là thất nguyệt tông hơn một vạn cột sáng mất đi ánh sáng thất nguyệt tông bao gồm tô minh liền cảm nhận được lực hút từ vòng xoáy trên bầu trời thân thể của bọn họ ở trong phút chốc bay lên là hướng hố đen vòng xoáy sau thất nguyệt tông còn lại hơn ba vạn cột sáng không có tông môn nào vượt qua số lượng một vạn không phải là thực lực của tông môn bọn họ không được mà bởi vì cuộc chiến chứng đạo lần này có ba trận doanh trận tranh đoạt trao đổi lợi ích khiến cho bọn họ từ bỏ cơ hội nếu như không thì nhất đạo tông tu la môn ngăn cản thất nguyệt tông thất nguyệt tông rất là khó có tư cách bước vào trong tầng thứ hai bây giờ tầng thứ hai chỉ có nhất đạo tông tu la môn và thất nguyệt tông bọn họ sẽ phát triển ra một cuộc giết chóc điên cuồng tại đây bên nào thắng thì đệ tử của tông môn đó sẽ là người đầu tiên bước vào trong tầng ba dù sao có thể bước vào trong tầng thứ ba đầu tiên thì đệ tử đó có cơ hội đạt được chứng đạo quả nhiều hơn người đến sau đây chính là tiền cơ nếu có thể từng bước tiến đến tiền cơ thành ưu thế thì cuối cùng sẽ thành công cướp được chứng đạo quả không gian tầng ba ba tông môn gần 40 vạn tu sĩ bước vào giống như là tầng thứ nhất bị phân tán ra mắt của tô mình lóe ra sát khí hắn nhìn tứ phía nhất đạo tông Tổ mình thấy không gian tầng thứ hai không còn là phế tích rộng lớn mà là vô số hòn đá trôi nổi trên bầu trời. Những hòn đá bềnh bồng giống như nối với tận cùng của chân trời. Điểm giới hạn ở tầng thứ hai là cần thông qua những hòn đá lao lên trên trời đó. Hết trường. Chỉ giết nhất đạo tông. tôi mình đứng dậy. Chỗ này là tầng thứ hai. Dù rằng không biết đạo tôn là dùng cách gì để theo, nhưng mà tuyệt đối không thể nào giống như tầng thứ nhất chẳng một chút nào kiêng rẻ. Nơi đây là điểm bắt đầu cho Tô Minh sát phạt. Mắt của Tô Minh tràn đầy sát khí, tinh thần phát tán cảm ứng được khu vực của bốn con chó trắng. 15 phút sau, phía xa có một luồng sáng trắng chớp mắt lao đến xuất hiện bên cạnh Tô Minh, chính là Tam Bạch. Ba con chó trắng cũng từ các vị trí lao nhanh hướng Tô Minh. Tô Minh lắc người, tràn đầy sát khí, mang theo Tam Bạch lao hướng một hòn đá bên trên, đi cực kỳ nhanh. Khoảng một tiếng sau, mắt của Tô Minh lóe ra sát khí, trước mặt của hắn hắn thấy ba đệ tử thất nguyệt tông đang tranh giành một tế đàn với hai người nhất đạo tông ở tầng thứ hai này có một vạn tế đàn quy tắc giống như tầng thứ nhất trong vòng bảy mươi hai tiếng ai chiếm nhiều tế đàn nhất thì sẽ có tư cách tiến vào trong tầng thứ ba trước tiên tình trạng tế đàn này vẫn còn cổ kính thạch thụ lại càng thô to nếu như tính từ tuổi thì nếu như tầng thứ nhất cây cối 10 năm thì bây giờ là trăm năm khi thấy hai tu sĩ chứng đạo quả thì tô minh cất bước đi tới trước khoảnh khắc đến gần một người lướt qua người đó tay phải của tôi mình bóp cổ của tu sĩ này siết rất chặt rắc một tiếng tu sĩ trợn to mắt lại tắt thở sự sống và tù vi toàn thân bị giấu tay phải của tôi mình hút cạn tu sĩ nhất đạo tông bên cạnh người kia vẻ mặt hoàng sợ định thụt lùi nhưng mà rồi lại chợt thét lên bị tam bạch nhào tới cắn lại đất hơi chuyện xảy ra rất nhanh bà đệ tử thất người tông đầu tiên là ngẩn ra rồi cảnh giác cuối cùng là thấy mặt của tôi mình mới thở vào bà đệ tử thất người tông chắp tay lại cúi đầu với tô mình hóa thành cầu vồng rời đi tôi mình lại nhìn tế đàn cất bước đi tới mất 40 giây để mở tế đàn ra rất nhiều mùi hương ngọt ngào tràn ngập tôi mình lại hít sạch một hơi mắt lóe ra tia sáng xoay người đi xa tôi mình lao rất nhanh tầm bạch lại đi theo bên cạnh dù có gặp phải đạo tôn thì tôi mình cũng có năng lực đấu một trận tuy nhiên tôi mình không ngừng lao lên trời không gặp phải một tu sĩ đạo tôn nào ngược lại gặp các tu sĩ có tu vi khác chỉ cần gặp người nào là nhất đạo tông thì tôi Minh lập tức không một chút do dự ra tay giết chết mỗi lần ra tay là tôi mới sẽ hút hết tu vi sự sống của đối phương khi cho dấu ấn trong tay phải tích lũy một cách mạnh nhất đạt tới trình độ nhất định tôi mình giết chóc vô số đi qua đầu là từng cái xác khô chứng kiến sát khí của tôi mình nhưng mà vẫn chưa thể đủ hai tiếng sau trên bầu trời tầng thứ hai ý chí của tôi Minh khuất tán ra bốn phường tám hướng mắt của hắn lóe ra một tia sáng xoay người lao hướng bắc đang có hai tu sĩ mạnh mẽ va chạm tranh đoạt một tòa tế đàn tôi mình không quen biết hai người này, nhưng mà nhìn quần áo thì là một tu la môn, người kia là nhất đạo tông. Thấy bóng dáng của đạo tôn, của nhất đạo tông thì điều này đã quá đủ để cho Tô Minh nảy sinh ra sát khí. Tô Minh xe gió, áp sát, tam bạch theo sau. Khi thần thông hai đạo tôn va đụng, thụt lùi thì dưới chân của Tô Minh đột nhiên xuất hiện một la bàn, tốc độ nháy mắt, bạo tăng, khoảng khắc là hướng đạo tôn của nhất đạo tông. Đạo tôn của nhất đạo tông là một người đàn ông trung niên, biểu tình âm trầm lại chợt nhìn hướng Tô Minh, hắn nhíu mày, Tô mình đã tới gần, tam bạch theo bên cạnh, vàng đến những tiếng nổ điếc tai khiến cho đạo tôn của Tu La Môn con người cò rút, cũng đánh hùa theo. tam bạch và đạo tôn của Tu La Môn ra tay khiến cho đạo tôn của nhất đạo tông biến đổi sắc mặt, định thụt lùi. Tô mình lạnh lùng lao tới trước mặt của đạo tôn nhất đạo tông. Khi tô mình tới gần, mắt của đạo tôn nhất đạo tông lấy ra sát khí. Đạo tôn của nhất đạo tông không để mắt đến tu vi của tô mình, giơ tay phải lên một trường đánh hướng hắn. Tô Minh cũng không giờ tay phải đụng chạm cùng với đạo tôn của nhất đạo tông. Người của Tô Minh run chuyển, phun ra máu tươi, cánh tay phải của hắn vỡ ra xương nhưng mà bị hắn áp chế lại. Trả một cái giá rất đắt, thân thể của Tô Minh bị tổn thương rất nặng. Nhưng mặt của Tô Minh lại vặn vẹo, chẳng những không tránh né, lại mặc kệ vết thương, giấu tay phải lại hút mạnh. Còn người của đạo tôn nhất đạo tông có một chút lộ ra kinh sợ. Cùng lúc đó, Tam Bạch bỗng nhiên xoay người nhìn chăm chăm vào đạo tôn của Tu La bị tình hình phía Tô Minh làm cho rung động đạo tôn của tu la môn chính mắt nhìn thấy tay phải của đạo tôn của nhất đạo tông lập tức héo tàn vết thương của tô mình bỗng nhiên lạnh lặn tất cả chỉ trong vài giây đạo tôn của nhất đạo tông gầm rú cánh tay phải vỡ vụn nhanh chóng lại thụt lùi kinh khủng nhìn tô mình đạo tôn của nhất đạo tông thụt lùi hoảng sợ đây đây là thuật pháp gì mắt của tô mình trượt lóe lạnh lùng nhìn đạo tôn của nhất đạo tông mới nãy hấp thu vài giây khiến cho tô mình đã lành được vết thương Giờ mắt của hắn lội ra sát khí vọt tới trước lao hướng cuộc chiến chứng đạo trong cuộc chiến chứng đạo rung động bản năng thụt lùi thì bỗng nhiên sau lưng của gá lóe lên một ánh sáng trắng tứ bạch tới gần vang đến những tiếng nổ điếc tài là bàn nơi dưới chân tô minh lắc lư một cái lúc xuất hiện đá vỡ ở bên cạnh của đạo tôn nhất đạo tông tô mình giơ tay phải lên ấn vai của đạo tôn nhất đạo tông hút mạnh đạo tôn của nhất đạo tông xoay người định ra tay thì tứ bạch vào tới cản trở tôi mình thừa dịp lùi lại cứ như vậy tứ bạch và đạo tôn của nhất đạo tông cứ giằng co tôi mình tới gần đến 6 lần mỗi lần hấp thu một chút ít sự sống và tu vi của gá mãi đến lần thứ bảy tôi mình tới không để ý đạo tôn của nhất đạo tông chống cự giơ tay phải ấn thẳng vào chán của gá để hút lấy người đạo tôn nhất đạo tông run run phát ra những tiếng hét thê lương biến thành một cái xác đạo tôn của tu la môn đã nhìn thấy hết tất cả biểu tình cực kỳ khó coi ánh mắt lại nhìn tôi mình tràn ngập sự kiêng rẻ tôi mình lại liếc nhìn đạo tôn của tu la môn chậm rãi nói Ta chỉ giết tù sĩ của nhất đạo tông Hai con chó trắng bên cạnh tôi minh hùng tợn nhìn chầm chầm vào đạo tôn của tu la môn Đạo tôn tu la môn Thụt lùi vài bước Lại nhìn chăm chú vào tô mình. Xoay người đi rất nhanh Mà kể cho tế đàn nơi này Hiển nhiên tình hình lúc trước tôi mình đã hùng tợn Và tay phải của hắn quái dị Làm cho gá rất rung động Tu mình mở ra tế đàn Lại hút lấy hơi thở cúi đầu nhìn dấu ấn ở nơi tay phải Giờ phút này Trong dấu ấn đã tích lũy một kích hết sức cực lạ Cực đạo của một đạo tôn mắt của tôi mình lại trượt lóe xoay người mang theo hai con chó trắng bay lên trên hai tiếng sau lại có một con chó trắng nữa đi tới tôi mình mang theo ba con chó trắng cực kỳ nhanh lao ra phía xa trên đường đi hãy gặp tu sĩ nào của nhất đạo tông tôi mình sẽ mặc kệ người đó có tu vi gì sẽ lập tức giết chết đặc biệt là khi gặp một đạo tôn của nhất đạo tông thì tôi mình sẽ ra tay mặc kệ bị thương chỉ cần cho hắn một cơ hội hút đi sự sống của đối phương thì mọi vết thương trên người của hắn sẽ lập tức lạnh lặn trên đường đi tôi mình chẳng những là hấp thu nhiều tu vi, sự sống của vô số tù sĩ, sau lưng của hắn dần dần hiện ra một vầng huyết nguyệt. huyết nguyệt này là thuật pháp của thất nguyệt tông ngừng tụ ra. huyết nguyệt xuất hiện, tôi mình giống như là ở trong biển máu. lại qua một tiếng, tôi mình nghe phía xa có những tiếng nổ. tôi mình tới gần, lập tức thấy ở trên tảng đá to vài chục vạn mét có mấy vạn tu sĩ đang chém giết. trên tảng đá to có hai mươi mấy tế đàn, chính vì nó khiến cho nơi này thành chiến trường loại nhỏ. tôi mình liếc mắt lập giật lập tứ lập tức nhận ra ở trong tu sĩ hai phe có đám người hứa trung phàm người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn của thất nguyệt tông đối với thất nguyệt tông chính là nhất đạo tông Tô mình đã xuất hiện vầng huyết nguyệt rực rỡ khiến cho hai phe chiến đấu chú ý đặc biệt đặc biệt là người ngoài huyết nguyệt hình dạng của tô minh khiến cho nhiều người nhận ra phần thân phân hứa trung phàm biến đổi sắc mặt bỗng nhiên một đạo tông của nhất đạo tông cười to hóa thành cầu vồng rời ra khỏi hứa trung phàm lao hướng tô minh cùng lúc đó mấy trong tu sĩ sau lưng của đạo tôn của nhất đạo tông hóa thành cầu vồng áp sát tô minh đường khác người không đi lại cứ chạy tới đây giết người là lão phu sẽ lập công lớn thắng đại khí vận đạo tôn của nhất đạo tông là một người đàn ông đầu chọc mặc áo dài màu cam người đàn ông đầu chọc đạo tôn của nhất đạo tông lại cười dài chớp mắt tới gần tô minh bà con chó trắng ở bên cạnh tô minh mắt lấy sau một tia hung tợn định lao ra mắt của tôi mình lóe ra sát khí khi mà mấy vạn người cùng nhau nhìn chằm chằm vào chỗ hắn hứa trường phòng cất bước đi tới thì tôi mình lao tới trước xuất hiện ở trước mặt của người đàn ông chọc đầu tôi mình giơ tay phải dấu ấn trong tay biến thành ánh sáng cực kỳ trói mắt ánh sáng lan tỏa ra khắp tám hướng tay phải của tôi mình hạ xuống va chạm với người đàn ông chọc đầu giữa không trùng tôi mình không hấp thủ tiếp hắn muốn giết ra uy danh giết ra khí thế đặc biệt là trận đại chiến mấy vạn người ở chỗ này cần có rất nhiều khí thế để kéo tới vì vậy tô minh không hấp thu mà lại phóng ra phóng ra lực lượng tu vi của mấy trăm người bị tô minh hấp thu trên đường đi trong đó có tu vi của hai đạo tôn của nhất đạo tông giờ phút này tất cả lực lượng bùng nổ từ cánh tay phải của hắn tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho bầu trời biến đổi sắc bên dưới vặn vẹo các hòn đá vụn vỡ hình thành trùng kích mãnh liệt quét mấy vạn người làm cho bọn họ cùng nhau biến đổi sắc mặt cùng lúc đó người đàn ông đầu chọc của đạo tôn nhất đạo tông lộ ra vẻ mặt hoảng sợ không thể nào tin tưởng người đàn ông đầu trọc này thậm chí không thể nào phát ra một tiếng hét thề lường người trở nên vặn vẹo tan biến ở bên ngoài tay phải của tô minh người đàn ông đầu chọc đã bị xóa đi linh hồn hình thần câu diệt giết dây lát hết trường tứ trọng đạo tiên cảnh một cái kia là tô minh ở trên đường đi tích lũy từ lúc đó đến bây giờ hấp thù lực lượng của mấy trăm tu sĩ bùng phát ra một kích kinh trời chớp mắt đã tiêu diệt một đạo tôn một kích như vậy có lẽ vẫn chưa đủ để uy hiếp đại đạo tôn, nhưng đối với một đạo tôn, bùng phát nhấn chìm được sinh mệnh, đặc biệt là người đàn ông đầu chọc đạo tôn của nhất đạo tông đó đánh nhau với hứa trung phạm đã rất lâu, hai bên đều bị thương. Người đàn ông đầu chọc đạo tôn của nhất đạo tông không để mắt đến tù mình, thấy hắn điền tới gần, vì tranh khí vận mà mất mạng. Tù mình và người đàn ông đầu chọc đánh nhau giữa không trùng, hình thần người đàn ông đầu chọc đạo tôn của nhất đạo tông đều câu diệt, trong phút chốc ở trên chiến trường hoàn toàn im lặng mọi người hoàng sợ nhìn tô minh ngay cả hứa trung phàm cũng phải khựng lại khó tin nhìn hắn người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn lại con người co rút lỏng dậy sóng người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn hứa trung phàm còn như vậy thì càng đừng nói đến đạo tôn của nhất đạo tông khác đạo tôn của nhất đạo tông hút một ngụ khím lạnh lại nhìn tô minh tràn ngập sự rung động đạo tôn nhất đạo tông không ngờ tam hoàng tử thoạt trông chỉ cỡ tam trọng đạo linh lại chớp mắt giết chết một đạo tôn điều này đem đến rung động khó tả cho hai đại đạo hai đạo tôn của nhất đạo tông chuyện này đà kích người đàn ông đầu trọc đạo tôn của nhất đạo tông rất nhiều mắt của người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn lại trượt lóe thất nguyệt tông giết các tu sĩ thất nguyệt tông nâng cao tinh thần giết gào cùng với nhau lao già phát động ra một cuộc giết chóc tô mình giơ tay huyết nguyệt sau lưng xuyên qua người của hắn xuất hiện trước mặt tô mình ân pháp quyết huyết nguyệt nổ tung hóa thành trùng kích màu đỏ lao hướng đạo tôn của thất nhất đạo tông sau chủng kích màu đỏ là ba con chó trắng của tô minh lao hướng người đàn ông đầu chọc tô minh đi qua đầu là dấu ấn tay phải hấp thù thường đụng vào một người đàn ông giống như người đàn ông đầu chọc thân thể đối phương lại khẽ run lên liền hét thảm thân hình héo rũ ngày từng tia khói trắng mang theo sự sống tù vì bởi vì tốc độ của tô minh quá mạnh vậy cho nên sau hắn không ngừng bị tay phải hấp thù khói trắng càng lúc càng nhiều nhìn từ xa xung quanh tô minh luận lờ vô số tờ trắng sau lưng của hắn là bao nhiêu thây khô sát đất Tô Minh gào thét. Giết chúng. Mắt của Tô Minh đầy tơ máu, sát khí ngập trời đối với Nhất Đạo Tông. Nhất Đạo Tông bao phen, bốn lượt gây sự với Tô mình giờ giết chóc làm tức giận trong lòng của hắn toát ra một chút, nhưng mà vẫn còn chưa đủ. Cùng với Tô mình gầm lên, hơn một vạn tu sĩ thất người tông giống to theo. Người đàn ông đầu chọc đạo tôn của Nhất Đạo Tông liên tục bại lui, càng ngày càng nhiều người chết. Hai đạo tôn của Nhất Đạo Tông tìm cũng đập chân cũng dồn, lại liếc nhau, lập tức thụt lùi định chạy trốn, nhưng mà hai đạo tôn của nhất đạo tông vừa mới lùi thì có ba con chó trắng bay ra đấu với họ hứa trung phàm người đàn ông trung niên áo đào đạo hàn thì lại không để ý đến hai đối thủ của đạo tôn nhất đạo tông mang theo tu sĩ thất nguyệt tông phát động ra trùng kích mãnh liệt 15 phút sau nhất đạo tông ở trên chiến trường sụp đổ hết hơn một vạn người bây giờ vẫn còn chưa đến hai ngàn chạy tư tán còn đạo tôn của nhất đạo tông thì một bỏ trốn người kia tuyệt vọng bị ba con chó trắng phòng tỏa tu vi thành một bộ xương khô hết thảm trong dấu ấn tay phải của tô mình Tam hoàng tử Tam hoàng tử Trên thạch đài hơn một vạn đệ tử thất nguyệt tông kích động lại nhìn Tô Minh Tiếng xèo hò vang vọng Tô Minh lên tiếng Hãy gọi ta là Tô Minh Tô Minh Thay ngầm giống như sấm vang lên Hai mươi tế đàn đã bị mở ra Tô Minh phát hiện cho ra, Rằng dù là ai Người nào mở ra nhưng mà chỉ cần hắn đứng ở bên cạnh Thì mùi hương ngọt ngào đó sẽ bị hắn hấp thụ hết mùi hương hai mươi tế đàn đã bị tô minh hút cạn tóc của hắn không gió tự bay tu vi giống như đột phá giới hạn đệ tử trọng đạo linh ở trong con mắt thứ ba trên chắn của tô minh trong giây phút này đã hoàn toàn ngưng tụ không có mờ hồ trong suốt giống như là tam trọng đạo linh lúc trước hoàn toàn ngưng tụ khi đệ tứ trọng đạo linh xuất hiện dung hợp với tam trọng đạo linh của tô minh thì tu vi suốt cuộc đã đột phá từ tam trọng đạo linh bước vào trong đến tứ trọng đạo tiên cảnh đạo linh gia tăng khiến cho tu vi của tô minh tăng vọt mắt bắn ra một tia sáng chói lóa nếu như nói lúc trước tôi mình giết chết đạo tôn ở trong quá trình chiến đấu bị tổn thương rất lớn thậm chí nếu như không có con chó trắng ở bên cạnh thì hắn khó có thể một mình hấp thu một đạo tôn nhưng ngày hôm nay tôi mình có thể không cần con chó trắng trợ trận cho dù là hắn có đủ thời gian thì cũng có thể tự mình hấp thu cả một đạo tôn tu vi của tôi mình bùng nổ hình thành gió lốc cuốn bốn phương tám hướng bay lên trên chín tầng trời trong gió lốc mắt của Tô Minh bắn ra một tia sáng trở thành tứ trọng đạo tiên cảnh chẳng những là tốc độ la bàn tăng lên, tinh thần tiên cũng có thể phát ra uy lực mạnh nhất, kéo gần tranh lệch giữa tô minh và đạo tôn rất nhiều. Thanh ngầm của người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn lạnh lùng văng đến bên tai của các tu sĩ. Tầng thứ hai của kiểu trọng thiên. Giờ phút này chúng ta đã đến đệ tam trọng thiên. Tông lá ở trên kia, chúng ta hãy giết lên. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn thấy trong mắt là hơn một vạn đệ tử tông môn đầy sự điên cuồng và nhiệt huyết. Nếu như chỉ giết một, hai người thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất căng thẳng. Nếu như là 8, 10 người thì sẽ khiến cho người ta thấp thảm có chết lặng, nếu như là có trăm người thì hoàn toàn sẽ tê dại, nhưng nếu đến hàng ngàn hàng vạn người thì tê dại thích tỉnh hóa thành hưng phấn cùng với nhiệt huyết. Giờ phút này, tu sĩ của thất người tông chính là như vậy, nếu như một hơi kéo dài thì nhiệt huyết sẽ càng lúc càng sôi. Khi người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn cất tiếng nói, Gã nghe được hơn một vạn tu sĩ gầm lên. Giết. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn nói xong phóng lên cao, hơn một vạn tu sĩ bay lên đi leo lên trời tôi mình cũng lắc người là bàn dưới chân bay ra bà con chó trắng theo bên cạnh lên trời một đường lao nhanh nếu như gặp phải nhất đạo tông hay là tu la môn chỉ cần không hơn mấy ngàn người thì người thường sẽ gặp phải tu sĩ thất nguyệt tông sẽ liều biến đổi sắt mặt tránh ra tôi mình không chú ý tới tu la môn nhưng mà với nhất đạo tông thì hắn có cố chấp riêng của mình đặc biệt là con chó trắng cuối cùng quay về Tụi mình mang theo bốn con chó trắng ở trong không gian tầng thứ hai, tuy không đến nỗi vô địch, nhưng mà cũng đủ sinh ra uy nhiếp lớn cho bất cứ một phe nào. Hết trường Đạo tôn giật mình Hơn một vạn tu sĩ của thất nguyệt tông theo người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn, hứa trung phàm, hướng dẫn xe gió bay lên trên. Đi qua đầu là tràn đầy sự giết chóc, tiếng nổ ầm ầm làm cho thiên địa chấn động rất mãnh liệt. Mãi đến khi ở bên trên bọn họ lại xuất hiện một thạch đài to lớn, kích cỡ khoảng 10 vạn trượng. Bên trên đã có mấy vạn tu sĩ đánh nhau, có thể thấy ở bên trong gồm Tu La Môn, Nhất Đạo Tông, Thất Nguyệt Tông, còn có các đại quân sĩ Do Tu Sĩ, mấy đại trưởng lão Thất Nguyệt Tông dẫn dắt. Chẳng qua là Thất Nguyệt Tông tại đây thì Thất Nguyệt Tông ở bên trong thế yếu, bị buộc liên tục thụt lùi, chiến trường thạch đài thành nơi Tu La Môn và Nhất Đạo Tông chém giết khi người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn dẫn hơn một vạn tu sĩ đến liền khiến cho mấy tu sĩ khác trên bình đài chú ý từng ánh mắt tập trung mà nhìn trong đám tu sĩ thất nguyệt tông nổi lên một tiếng reo hò trong nhất đạo tông có những tiếng gầm rất chúng tu là môn trải qua phán đoán tự bò rằng có với nhất đạo tông lao hướng thất nguyệt tông hiện nhiên hai tông môn muốn liên hợp diệt thất nguyệt tông nhìn từ ưu thế thì thất nguyệt tông ở cổ thái đại trường láo chiếm ưu thế nhất định ở trong không gian tầng thứ hai khi ba bên phát ra tiếng heo gieo hò thì chém giết mọi người đàn ông trung niên áo đào đạo hàn mắt lấy trượt lóe bay ra truyền âm vào đầu của tô mình chỗ này là đệ lục trọng thiền bên trên có đệ thế trọng thiền mỗi tầng sẽ có bình đài càng ngày càng lớn tông lão ở trong đó không biết là tầng thứ mấy chúng ta sẽ chặn lại những người khác người mau đi đi người đàn ông trung niên áo đào đạo hàn nói xong dẫn theo tu sĩ của thất người tông giết vào trong đại quân nhất đạo tông tù la môn trong phút chốc vang đến những tiếng nổ điếc tài Tôi mình ngửa đầu nhìn lên trên, cách hư vô mênh mông, có thể thấy ở bên trên tồn tại một khối đá rất to và khổng lồ. Vì những cự ly này khá xa, muốn đi qua đâu cần phải có rất nhiều thời gian. Tôi mình lắc người mang theo bốn con chó trắng, lao nhanh lên trên đệ nhất trọng thiên. Khi mà Tô Minh bay ra thì ở trong tu la môn, nhất đạo tông có bóng người bay ra vào tới gần hắn. Hai bóng người này một nam một nữ, tôi vì cũng là đạo tôn. Giờ phút này, hai người bay ra giấy lên tiếng rít kinh người giống như là hai sa băng chuyển đổi quỹ tích từ mặt đất vọt lên trên muốn xé rách hư vô tốc độ rất nhanh đến gần tô mình hai đạo tôn bùng phát ra tu vì thuật pháp thần thông người đàn ông đầu chọc đạo tôn của nhất đạo tông là một ông lão sắc mặt âm trầm khi ra tay thì xung quanh lấp đầy ánh sao giống như là phút chốc xuất hiện bầu trời mỗi một ngôi sao bên trong là thần thông do lão luyện hóa nữ đạo tôn của tu la môn bên cạnh ông lão của nhất đạo tôn Thoạt trong độ tuổi đôi mươi nhưng mà mắt âm trầm và cảm giác năm tháng hiển nhiên cũng là một lão quái nữ đạo tôn của tu la môn bay già vùng tay ở trên cổ tay của nàng xuất hiện một chuỗi chuông ngân tiếng chuông trong trẻo quanh quẩn xung quanh nữ đạo tôn của tu la môn trong hư vô có vô số chim phượng rực rỡ xoay quanh giết gào sắc nhọn lão hướng Tô mình mắt của Tô mình lấy ra tia sáng lạnh bốn con chó trắng có hai con lao hướng nữ đạo tôn của tu la môn hai con khác mắt hung tợn gần ông lão của nhất đạo tông vang đến những tiếng nổ điếc tai trong hư vô hóa thành trùng kích làn ra tứ phường tám hướng giống như là có một cuồng phong giết gào ông lão của nhất đạo tông con người co rút nhưng mà hiện nhân lão không phải là người thứ nhất bị con chó trắng ở bên trên tô minh làm cho rung động ông lão của nhất đạo tông lao nhanh ra phía sau tô minh đạp la bàn xuất hiện sau lưng của lão tô minh giơ tay phải lên ấn hướng ông lão của nhất đạo tông ông lão của nhất đạo tông vụt quay người mắt lấy ra sát khí giơ tay trái lên trước mặt của ông lão nhất đạo tông có vô số ngôi sao lấp lánh lao hướng tô minh lại vang đến những tiếng nổ điếc tài khóe miệng của tô minh tràn máu nhưng mà không lùi mà còn tiến ông lão của nhất đạo tông lùi ra về mặt hoàng sợ mới nãy đánh sang một kích lão cảm giác tu vi đã mất đi một phần không phải là tan trong hư vô mà là bị tam hoàng tử rút đi tình hình này khiến cho ông lão của nhất đạo tông cảnh giác rồi lại thấy tô minh bất chấp bị thương lại lao tới làm cho mắt của lão cò rút ông lão của nhất đạo tông đang định thụt lùi nhưng mà có hai con chó trắng từ hai bên vọt tới lại vang tới những tiếng nổ điếc tai, sóng gợn vặn vẹo mắt của ông lão nhất đạo tông tràn đầy sự hoảng sợ hồng sau một ngụm máu nhanh chóng thụt lùi tô mình ở sau lưng của ông lão nhất đạo tông mặt mày lạnh lùng cất bước đuổi theo ông lão của nhất đạo tông lại vô cùng kính sợ lúc trước lại một lần nữa tiếp xúc lão lập tức phát hiện ra tu vi đã bị hút hết đến hai phần cộng với lúc trước là ba phần tu vi đã mất tô mình chỉ kích tới gần ông lão của nhất đạo tông lộ ra về mặt kinh sợ không rảnh để mà lo đến thân phận vội vàng thụt lùi người khác trông thấy giống như là ông lão của nhất đạo tông sợ tô minh vội vã lùi lại nữ đạo tôn của tu là muốn thấy tình hình như vậy thì mặt mày trầm trọng sự việc khác thường thì đó là có điều kỳ lạ một đại đạo tôn đã bị tu sĩ đạo tiên cảnh truy sát chuyện này khiến cho người ta thực sự khó tin tô mình lạnh lùng nhìn ông lão của nhất đạo tông chạy như bay thu lại tầm mắt liếc nhìn nữ đạo tôn của tu là muốn chứng kiến mọi vụ việc dù nữ nhân này có tu vi đạo tôn nhưng mà bị ánh mắt của tôi mình liếc trong một cái lại chợt nghĩ tới biểu tình kinh sở của ông lão nhất đạo tông bản năng lùi lại vài bước tôi mình không tiếp tục truy sát lại thu lại ánh mắt mang theo bốn con chó trắng lao lên trên giờ phút này không ai dám ngăn cản Tô mình nữa không khí quái dị tràn ngập trên chiến trường trong tinh thần của mọi tu sĩ lại thấy màn mà tôi mình truy sát ông lão của nhất đạo tông nữ đạo tôn của tu là môn không ngăn cản tô minh rời đi còn ông lão của nhất đạo tông giờ đã lùi xa hơn ngàn mét thì mặt mày xanh mét như là tàu lá chuối sắc mặt âm trầm ông lão của nhất đạo tông lại trở mắt nhìn tô minh đi xa nhìn thấy hắn đã khuất bóng thì lại thầm thở phào mặc dù cảm giác này rất bức bối nhưng mà nghĩ tới nói th tới thần thông khủng bố của hắn thì ông lão của nhất đạo tông này lại đặt, đặt quyết tâm sau này gặp tam hoàng tử sẽ không bao giờ tùy tiện mà trêu Kẻ này, quá tà. Tổn thất bao phần tu vi không đơn giản đã biến mất mà là bị hút đi mất. Ta cần tốn vài ngàn năm nữa mới có thể bổ sung lại được. Lòng của ông lão của nhất đạo tông cay đắng. Đây là một trong những lý do mà lão nghĩ tới tổ mình là sợ hãi. Tổ mình mang theo bốn con chó trắng hóa thành cầu vọng xé gió lao lên trên. Khoảng 15 phút sau đã thấy cây bình đài to lớn ở trên đệ nhất trọng thiên. Trên bình đài có mấy vạn tu sĩ chém giết nhau ngăn cản đối phương bay lên, ngăn cản bất cứ ai từ mặt đất bay lên để bát trọng thiên khi mà tô minh xuất hiện liền có tu sĩ trông thấy nhiều lần thần thông oanh kích bốn con chó trắng quanh người của tô minh xoay tròn bốn phía thân thể của hắn hóa thành một luồng ánh sáng trắng những thuật pháp thần thông đánh vào trong luồng sáng trắng này vang đến tiếng nổ điếc tai tô minh nhảy lên không mất đi một cọng lông tô minh không lập tức bay lên để bát trọng thiên mà lại cản quét phát động ra chết chóc tô minh chỉ là giết tu sĩ của nhất đạo tông còn tu la môn thì trừ phi chủ động ra tay còn nếu như không hắn chẳng thèm liếc mắt trên đường tù mình đi qua trong mấy vạn người có bốn con chó trắng vòng quanh thế như chạy trẻ, để lại những cái xác khô sau lưng các tu sĩ bị dấu ấn tay phải của tôi mình hút hết sự sống và tu vị tinh thần tiên giết gào xung quanh tù mình phát ra những tiếng nổ ầm ầm mỗi một lần quất là các tu sĩ quanh hắn là sẽ làm ra vẻ mặt mờ mịt giống như bị mất đi hồn hắn tăng nhanh tốc độ và xâm nhập mãi đây khi một ánh mắt giống như tia chớp từ trong đám đông phía xa lại rơi vào người của tôi mình hắn dừng bước Tại phải thả lòng cần cổ của một người đàn ông đầu trọc đạo tôn của nhất đạo tông bị hắn bóp tôi minh lờ đi cái xác hồ ngã xuống đất hắn ngoái đầu lại nhìn hướng ánh mắt chuyển tới ở trên chiến trường mấy vạn tu sĩ đang chém giết tôi mình thấy một thanh niên một thanh niên mặc áo to màu vàng thanh niên rất điền trai lại đứng đó được các tu sĩ bảo vệ tay trái của thanh niên cầm cái mũ giáp là cái mũ giáp có hai sừng dữ tợn tóc dài bay bay ánh mắt của thanh niên và tôi minh cách chiến trường giao nhau Khói mồ của thanh niên cong lên lạnh nhạt nói hoàng đệ thanh âm vang ra khắp chiến trường rơi vào tay của tô mình tô mình biểu tình vẫn như bình thường tu vị của nhị hoàng tử chưa đạt tới đạo tôn nhưng mà đã đến ngũ trọng đạo linh cách đạo tôn chỉ có một bước một bước này không hề dễ chút nào bởi vậy chứng đạo quả là một, là một vật cực kỳ quan trọng đối với nhị hoàng tử thanh niên mặc áo dài màu vàng thùng thình lại lên tiếng đã rất nhiều năm chúng ta không gặp nhau như thế này Hoàng đệ quả nhiên là thân yêu. Bốn ông lão bên cạnh nhị hoàng tử cũng nhìn chăm chú vào tu mình. Bốn ông lão này đều có tu vi đạo tôn. Đại hoàng huynh ở đệ bát trọng, nếu ngươi và ta gặp nhau tại đây, theo lý thì nên để cho ngươi đi đệ bát trọng mới đúng. Nhưng mà gặp ngươi xong, thì ta bỗng nhiên lại đổi ý. Ngươi liệu còn muốn đấu với ta một trận hay không? Thanh niên áo vàng mắt trái lóe ra một tia sáng âm u, mắt phải hỗn độn giống như ẩn chứa một vòng xoáy. Nhị hoàng tử lại nhìn Tô mình lời nói quanh quẩn ở trên chiến trường. Tù sĩ ở giữa Tô Minh và nhị hoàng tử giống như bất lực bị đẩy ra, hình thành một con đường trống. Hết trường. Cuộc chiến với nhị hoàng tử. Khi con đường này xuất hiện thì bốn ông lão bên cạnh nhị hoàng tử cất bước đi tới trước, hóa thành sáu vật đỏ lao hướng bốn con chó trắng xung quanh Tô mình Bốn con chó trắng này hơi thở đạo tôn, khi Tô mình giết vào trong bình đài thì chúng bỗng bị bốn ông lão phát hiện. Giờ phút này bốn ông láo tới gần bốn con chó trắng mắt lấy sân tiều hùng tợn sông già vang đi những tiếng nổ điếc tai tận trời đó là tiếng bốn con chó trắng cùng với bốn ông láo chém giết hình thành cùng lúc đó nhị hoàng tử hết cầm vẻ mặt kiêu ngạo đặt mũi giáp sang một bên hắn vùng tay áo hóa thành cầu vồng vàng xe gió lao hướng tôi mình biểu tình của tôi mình vẫn lạnh lùng và bình tĩnh nhìn nhị hoàng tử tới gần từ đầu tới cuối không lên tiếng nói chuyện nhưng mà lúc này tôi mình rơi lên tay phải tinh thần tiên dẫn động thiên địa biến đổi có vô số ngôi sao tràn ngập hư vô chúng nó liền cùng một chỗ hình thành bóng roi một bên ở trên trời một bên nằm ở trong tay phải của tô minh là bà nơi dưới chân của tô minh biến đổi hắn tiến tới trước tốc độ rất nhanh chớp mắt và đụng cùng với nhị hoàng tử trong hù đất trống mấy vạn người tách ra tay phải của nhị hoàng tử bấm pháp quyết chỉ tới trước sau lưng của gá vang đến những tiếng rồng gầm ngầm kinh trời hư vô vạn vẹo xuất hiện một con rồng vàng đầu con rồng to lớn gầm lên chấn động thiên địa trực tiếp xuyên qua thân thể của nhị hoàng tử xuất hiện ở trước mặt của gá há mồm định táp tô minh tô minh vùng lên tay phải thiên địa cũng gầm rú khoảng khắc tinh thần tiên lấp lánh quất vào trong người của rồng vàng khi con rồng vàng gầm giống thì tinh thần tiên cuốn lấy nó tô minh vùng lên rồng vàng lao hướng hắn bị buộc đổi hướng lướt qua bên phải của tô minh thoạt trông giống như là tô minh xuyên qua người của con rồng vàng giờ nắm đấm tay trái đánh hướng nhị hoàng tử tiếng nổ kinh trời quần áo của nhị hoàng tử bay phần phật đối mặt với nắm đấm của tô minh đánh tới nhị hoàng tử cũng giơ tay phải lên đánh trả hai người cách hơn 10 mét đánh vào trong hư vô lại phát ra tiếng nổ đình tai nhức óc tiếng nổ ầm ầm quét bốn phần tám hướng rơi vào người của tô minh lại khiến cho hắn lùi ra xa hơn chục mét rơi vào người của nhị hoàng tử cũng làm cho gã liên tục lùi mười mấy bước mắt của nhị hoàng tử lóe lên quả như không uổng là hoàng đệ của ta người đáng giá ta lấy ra sức để chiến đấu thực sự khi nhị hoàng tử thụt lùi thì giơ tay phải hư không chộp hướng sau lưng mũ giáp của nhị hoàng tử bay tới gã nắm lấy đội lên trên đầu khi mũ đội lên đầu thì hoàng tử nhị hoàng tử đã phát ra một tiếng hét hung tợn cùng tiếng hét đó người của nhị hoàng tử trướng to ra biến trở nên khổng lồ quần áo bị xé rách cờ bắp cục cục nhị hoàng tử to hơn cỡ 10 mét phát ra tiếng gầm kinh trời thân thể nổ bùng bùng từ 10 mét đã biến thành 30 mươi mét không còn quần áo lộ ra một làn da màu xanh đó là một bộ giáp đen phủ lên trên thân thể khổng lồ áo giáp này trông rất khủng khiếp phủ lên một nửa thân hình phối hợp với mũ giáp làm cho người ta nhìn có cảm giác như thấy tà thần viễn cổ nhị hoàng tử hơn ba chục mét há mồm giống to thiên địa lan tỏa ra sóng gợn mạnh mẽ giống như là cuồng phong rơi vào người của tô mình thổi quần áo và tóc bay phấp phới mắt của hắn lóe ra một tia âm u chính vào lúc này nhị hoàng tử xoài bước lao hướng tô mình khi mà tới gần thì giơ tay phải bàn tay chụp hướng bầu trời trường thương to lớn xuất hiện nhị hoàng tử nắm lấy đâm hướng tổ mình thiên địa giống như là bị người bị trưởng thương xé ra một khe hở rất to lớn Khoảng khắc tới gần tô mình còn mắt thứ ba ở trán của tô mình mở ra tứ trọng đạo linh toàn bộ mở mắt tô mình hít sâu giơ tay phải lên trong tay của hắn xuất hiện một cây búa cực kỳ bình thường tô mình dùng cây búa này để chảy củi hàng ngày ở chỗ ông lão lúc gần đi ông lão đã tặng nó cho hắn giờ phút này tô mình đứng tại chỗ giờ búa lên cao mắt của hắn ảm đạm giống như thất thần trong con người không phản chiếu ra ảnh ngừa của nhị hoàng tử không có trường thương tràn ngập sát khí lao tới chỉ tồn tại một khúc gỗ trường thương tới gần tô minh thổi vào quần áo và tóc dài bay phần vật sắp đâm vào ngực của hắn tay phải của tô minh giờ búa chậm rãi hạ xuống đầu búa chém xuống giống như là tô minh đã rèn luyện trăm vạn lần trước mặt của hắn trường thương đã biến thành một khúc gỗ đã bị chém thành hai nửa cùng với búa chặt xuống cả thiên địa và thế giới đều tĩnh lặng bao gồm người xung quanh cũng phải hít thở ánh mắt đồng cứng chỉ có quý tích búa chém xuống đụng vào trường thương xẹt qua trường thương bị chảy đôi trước mặt của tô mình dọc theo hai bên người xé gió lao đi cùng lúc đó thân hình của ba mươi trưởng nhị hoàng tử xuất hiện ngay trước mặt của tô minh gá giơ tay phải chặt xuống thành trường ấn ấn vào đầu của hắn tuy nhiên tô minh giơ tay phải lên đỡ cả thế giới đã trở về tĩnh lặng như nước tiếng hít thở dồn rập đều đều ánh mắt của mọi người tập trung nhìn vào chỗ tôi mình và nhị hoàng tử, hai người đứng chung một chỗ, một cao một thấp, một thì tay phải ấn vào bên trên của đối phương, một thì giơ tay phải lên đụng vào bàn tay. ánh mắt giao nhau, tôi mình vẻ mặt giống như bình thường. nhị hoàng tử lại lặng im. khoảng vài giây sau, mắt của nhị hoàng tử chật lóe. người và ta tranh chấp khiến cho đại hoàng tử của chúng ta được lợi, vậy thì không được rồi. nói xong nhị hoàng tử giơ tay phải, thụt lùi ba bước, mỗi một bước nhị hoàng tử lùi ra thì thân thể lại thu nhỏ lại khi lùi hết ba bước gã không còn ba mươi mét nữa mà biến thành kích cỡ giống như lúc trước cũng là mặc áo dài màu vàng tháo giáp mũ xuống lại mỉm cười nhìn tô mình tô mình không lên tiếng lại nhìn nhị hoàng tử đặc biệt là mắt phải của đối phương tô mình lạnh nhạt nói <laughs> ta nên gọi ngươi là nhị hoàng tử hay là đế thiên khi tô mình dứt lời trong con mắt phải của nhị hoàng tử vòng xoáy bị xé rách lộ ra một bóng người nhưng bóng người này vừa xuất hiện liền bị vòng xoáy này nhấn chìm nhị hoàng tử mỉm cười không nói tổ mình cất bước lên trời có bốn con chó trắng rút lùi theo cùng với hắn hóa thành cầu vồng lao lên hư không ở trong ắng ánh, ánh mắt của mấy vạn tu sĩ ở trên bình đài đệ nhất trọng mãi đến khi bóng dáng của tổ mình biến mất người nhị hoàng tử run lên khói mờ của hắn tràn ra máu vẻ mặt cười tủm tìm đã không còn lộ ra vẻ âm trầm nhị hoàng tử chậm rãi giơ tay phải Cánh tay phải của hắn đã bị khổ quắt Nhị hoàng tử nhỏ giọng nói Không uổng là tam hoàng đệ đã từng được phụ hoàng thích nhất Nhị hoàng tử xoay người đi xa khoanh chân ngồi xuống Lập tức nhắm mắt tính tọa Tuy nhiên Đấu pháp giữa chúng ta chỉ là mới bắt đầu thôi Sẽ còn gặp lại ở trong đệ cửu trọng thiên Tôn mình lao nhanh Mang theo bốn con chó Khoảnh khắc lao hướng đệ bát trọng thiên Hoàng tử nổi tiếng sau Tôi mình thấy bình đài khổng lồ phía xa, cũng thấy chính giữa tồn tại một thân cây to lớn, cây thô hơn 10 vạn mét, làm cho người ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là sẽ bị cây to này chọc trời rúng động. Thân cây héo rũ, ngẩng đầu nhìn thì không thấy tận cùng, dường như ở trong tầm mắt chỉ có cái thân cây. Đó là một cái cây sinh ra trong bát trọng thiên, lan tràn ra nhánh đâm sâu vào trong tận cùng của bầu trời cựu trọng thiên, chứng đạo thụ. Giờ phút này, bên dưới trứng đạo thụ, cổ thái đại trưởng lão khoanh chân ngồi, đối diện với lão là đại hoàng tử ngồi xếp bằng hướng khác có một bà già cũng đang ngồi xung quanh là đại quân tu sĩ hàng ngàn vạn người của ba tông bọn họ khoanh chân mà ngồi không nhúc nhích tôi mình đến không làm những tu sĩ này dao động giống như không nhìn thấy khi mà tôi mình đưa mắt nhìn đại hoàng tử con người co rút tôi mình lại không nhìn đại hoàng tử mà là ở trên đầu của gá có một ông lão tóc bạc trắng bềnh bồng thân thể của ông lão là hư ảo từng luồng khói trắng liên tiếp lão với đầu của đại hoàng tử còn về bà già thì tôi mình đã tìm thấy hơi thở của nhị hoàng tử, đó là cái mũ giáp giống y như đúc. Cái mà gã đã cầm. Bà già cầm mũ giáp cùng với người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn, đại hoàng tử hình thành thế chân vạc. Ông lão hư ảo trên đầu của đại hoàng tử lạnh nhạt nói. Cổ thái, chúng ta không thể nào chia ra thắng bại ở cuộc chiến không gian tầng thứ ba. Thanh ngầm tang thường quanh quẩn. Tại đây thì đúng là tu vi của ngươi thích hợp nhất dù là lão phú có là đại đạo tôi nhưng mà cũng bị chỗ này áp chế. tuy nhiên dạ la đạo hữu cầm ra đầu của tà thần biến thành giáp có thể triệt tiêu được uy nhếp chỗ này. vậy là ngươi không thể nào vào khiến cho người thất Nguyệt tông của ngươi trước tiên bước vào tầng thứ ba. bà già mở mắt ra nhìn cụ thái đại trưởng lão. tụi mình lại chậm rãi tới gần đi tới sau lưng của lão. ánh mắt lạnh lùng nhìn ông lão và bà già. bà già khản giọng nói, không bằng chúng ta không tham gia chuyện ai là người đầu tiên và không phải là và không gian tầng thứ ba hãy để cho ba vị hoàng tử tự mình tranh đoạt đi các người thấy sao nào cổ thái đại trưởng lão lại từ từ mở mắt lộ ra vẻ mệt mỏi hết trường mỗi người có cách riêng ông lão hư ảo nhất đạo tông bình vào người trên đầu của đại hoàng tử liên tiếp thân thể với gá lạnh nhạt nói chúng ta tự chiếm bao phần trong một vạn tế đàn số lượng cách biệt chưa đến vài trăm khó có thể chia ra cao thấp ở trong thời gian ngắn không bằng chúng ta hãy đổi cách Bà vị hoàng tử nếu nhà hai bước vào trong đệ cựu trọng thiền trước nhất đốt lên trên thiên tầng đàn vậy thì người đó có thể trở thành người thứ nhất bước vào trong không gian tầng thứ ba bà già cũng nhèo mắt chậm rãi cũng phải ý này cũng được nếu không thì chúng ta cứ giảng co đến khi hết thời gian sau đó để cho đệ tử của các công các tông cùng nhau bước vào trong tầng thứ ba cũng được cổ thái đại trưởng lão lại trầm ngâm nhìn tụi mình đi tới bên cạnh Tụi mình nhìn cụ thụ to lớn lại gật đầu cổ thái đại trưởng lão im lặng dày lát lại thở dài lấy lực lượng của thất nguyệt tông có thể giằng co với nhất đạo tông và tu la môn đến cỡ này rồi thì xem như đã thành công ít nhất lần tranh đoạt này xem như cũng ngang ngửa cuối cùng là ai bước vào trong tầng thứ ba được ai có thể thành công đoạt được chứng đạo quả chuyện này không liên quan đến bọn họ nữa trọng điểm là ba vị hoàng tử đương nhiên không thể nào chỉ có ba hoàng tử đi tầng thứ ba trong ba tông môn vẫn có đệ tử khác đi theo cổ thái đại trưởng lão quyết định vậy cũng tốt khi cô thái đại trưởng lão rất lời bà già đứng dậy tay phải ấn mũ giáp xuống đất trên mũ giáp xuất hiện rất nhiều khói xanh sương khói này càng ngày càng nhiều mấy giây sau ngừng tụ thành một bóng người thân thể của nhị hoàng tử thoáng hiện ra nhị hoàng tử đứng đó tháo mũ giáp xuống lại mỉm cười với tô mình nhị hoàng tử ngẩng đầu lên nhìn hướng cây to chọc trời biểu tình ngước mộ đại hoàng tử mở to mắt chậm rãi đứng lên ông lão ảo ảnh ở trên đầu của đại hoàng tử vùng tay áo chặt đất liên hệ với đại hoàng tử lại thụt lùi xuống ông lão hư ảnh lạnh nhạt lạnh nhạt nói vậy thì ba tông chúng ta sẽ giám sát nhau bảo đảm cuộc chiến chứng đạo lần này là công bằng một phen người ngoài không thể đòi trợ giúp ví dụ như là không được đưa vào bốn con chó trắng cổ thái đại trưởng lão biểu tình vẫn như bình thường không lên tiếng bà già thú tu la môn cũng gật đầu ta cũng đồng ý việc này ông lão của nhất đạo tông lại rất khoát vậy thì hãy bắt đầu luôn đi mắt của đại hoàng tử chật lóe phóng người lên đạp cổ thụ hóa thành cầu vồng lao đi xa ở trong người của đại hoàng tử có ba đoàn xương khói trắng khuếch tán ba đoàn khói này hóa thành ba thân hình già nua phát động ra lực lượng tu vi đạo tôn thúc đẩy người của đại hoàng tử chớp lóe đi xa phần ba phần nhị hoàng tử đứng bên cạnh khoé môi lại cong lên hắn lắc người cũng đạp lên trên cổ thụ thân thể giống như là xương khói vòng quanh lao lên trời cùng lúc đó thân thể của nhị hoàng tử vòng quanh lực lượng khí huyết cực kỳ đậm đặc người của nhị hoàng tử trướng to có vô số phủ văn lấp lánh mỗi một lần phủ văn chấp lẽ sẽ khiến cho tốc độ của nhị hoàng tử tăng vọt ngang ngửa với đại hoàng tử cổ thái đại trưởng lão biểu tình cực kỳ khó khăn lại lạnh lùng cười đạo linh hộ thể tu la gia thân đây cũng xem là công bình sao ông lão của nhất đạo tông mỉm cười. cười ít nhất không phải là người ngoài trợ giúp đạo linh hộ thể là bí thuật của nhất đạo tông người không thể nào để không để cho hắn thi triển ra thuật pháp được bà già của tộc tu la môn cũng lạnh nhạt tu la gia thân là, là vận dụng một loại phù văn có thể xem là thành pháp bảo cho nên là không phải là người ngoài trợ giúp cho hắn cổ thái đại trưởng lão sắc mặt âm trầm vùng tay phải lên vỗ túi chữ vật trong tay của lão xuất hiện một đoàn khói đen cổ thái đại trường lão định mở miệng thì tô minh lắc đầu vùng tay áo là bàn ở dây chân biến ảo chớp mắt đi xa tuy là la bàn có tốc độ nhanh nhưng mà ở trong thời gian ngắn không thể nào bằng thần thông của đại hoàng tử và nhị hoàng tử gia cố ông lão của nhất đạo tông và bà già thủ tu la môn con người co rút sau đó lại trở về bình thường bọn họ thấy ra lấy tốc độ của tô minh có lẽ lâu dài thì chiếm thế thế thượng phòng, nhưng mà bây giờ cự ly không quá xa muốn vượt qua đại hoàng tử và nhị hoàng tử thì thực sự rất khó cổ thái đại trưởng lão biểu tình cực kỳ khó xem lệnh định mở miệng thì bỗng nhiên tô minh ở giữa không trung dọc theo cổ thụ lao nhanh mắt lại chợt lóe giơ tay phải ấn lên túi chữ vật trong tay của tô minh xuất hiện một khúc gỗ to cỡ bàn tay tôi mình từng có được nó ở trong thế giới tàng tường thần mộc to lớn tôi mình cầm khúc gỗ trong tay ân xuống dưới lại lạnh nhạt to ra chữ thốt ra khúc gỗ nhanh chóng biến đổi to cỡ 10 triệu một góc thẳng xuống mặt đất ầm một tiếng rơi vào bên cạnh ba người cổ thái đại trưởng lão một lão một ông lão của nhất đạo tông bà già thu tu la môn lực lượng thần mộc chấn động bình đài đệ bát trọng dùng lên ông lão của nhất đạo tông và ông lão của nhất nhất đạo tông biến đổi sắc mặt bởi vì bọn họ thấy một đầu thần mộc khác nhanh chóng vươn lên thúc đẩy tô mình đứng ở trên thần mộc chớp mắt nhanh chóng không thể nào tả lao lên trên tình hình này khiến cho mọi người xung quanh phải ngẩn ngơ mắt của cô thái đại trường lão lại trực lóe lộ ra một tia vui mừng những người khác đặc biệt là bà già thuộc tôi là mồm biến đổi sắc mặt định cản trở nhưng mà bị cổ thái đại trường lão chặn họng cổ thái đại trường lão lại cười to <cười> hai vị đạo hữu nói đúng chuyện này không thể nào dựa vào người ngoài hỗ trợ được, đạo linh hộ thế, tu la gia thân hay hoặc là loại pháp bảo đều là được cho phép. Các tu sĩ đến từ ba tông môn tuyển chọn bước vào trong tầng thứ ba, giờ hóa thành cầu vồng dọc theo cổ thụ lao lên trên. Tô Minh đứng ở trên thần mộc, nhanh chóng vườn cao, để cho kích cỡ thần mộc vượt qua 10 vạn mét. Giờ phút này, thần mộc vô hạn kéo dài, đẩy người của Tô Minh lên cao, chỉ hơn 10 giây đã đuổi kịp nhị hoàng tử thần hình của nhị hoàng tử khổng lồ lấp lánh phủ văn bây giờ nhanh chóng tăng lên mắt thấy tô minh đứng ở trên thần mộc nhanh chóng lên cao hình ảnh này làm cho con người của nhị hoàng tử co rút thần mộc vươn lên đẩy người của tô minh vượt qua gá rất gần với đại hoàng tử ở trên cao đại hoàng tử và nhị hoàng tử cùng nhau biến đổi sắc mặt thần mộc ở dưới chân tô minh lại chợt biến mất hắn cất đi nhờ lực lượng lúc trước thần mộc thúc đẩy hóa thành cầu vồng lao nhanh là bàn ở dưới chân biến ảo tốc độ của tô minh lại tăng vọt vượt qua đại hoàng tử xuất hiện trên cổ thủ cao hơn tất cả mọi người hết trường hết tập hai trăm năm mươi hai mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tô minh